Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone trên trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì như các bác có thể nhìn thấy, đây là một cái Facebook mà có thể nói rằng là ủng hộ, gọi là ủng hộ thầy Thích Trấn Quang rất là kinh khủng. Và luôn luôn dùng những cái từ ngữ mà chúng ta cho rằng là giống đa phần các dư luận viên. Và thật sự những cái luận cứ đó tôi đọc mà tôi cũng chỉ biết buồn cười thôi. Bởi vì với tôi mà nói thì đây như là một cái nỗ lực trong vô vọng. Thật sự thế, nỗ lực trong vô vọng. Như một cái tút mới nhất như thế này thì cái anh chàng Facebook giả Kim Trung thì có nói như thế này: xưa giờ lừa đảo sạch sẽ thơm tho, chém gió chuyên văn. Thời thế sao ở dơ, hôi, nói năng ngu ngơ, ngáo cần mà cũng lừa được nhiều người. TikToker, YouTuber quá siêu. Thứ nhất, nhìn qua cái chỗ này thì chúng ta thấy hai ý. Một là so sánh rằng là ngày xưa là lừa đảo nó phải là như anh ta cấp ấy. Mặc nào cũng phải bóng bẩy, rồi đi xe xịn thì mới lừa được. Còn ở đây thì ông ta lại cho rằng là một cái người mà như Sư Minh Tuệ là cái người mà gọi rằng là ở dơ, rồi là hôi hám, rồi là nói năng linh tinh thì mới mà lừa được nhiều người, và đổ lỗi rằng là tại các TikToker và các YouTuber thì làm được cái điều này. Và thật sự ấy và thật sự ấy, thì với những người mà có một cái tầm hiểu biết nhất định thì họ đã nhìn qua đây những cái ngụy biện rất là kinh điển. Đổ lỗi tại TikToker, YouTuber thế nào được? Bởi vì là họ cũng chỉ là cái truyền tải, đúng không? Cái truyền tải thôi, phương tiện truyền tải thôi. Họ thấy cái vấn đề nó hot thì họ sẽ vào họ nói, họ phân tích, rồi họ đưa tin kiểu kiểu thế. Bây giờ thì công nghệ nó rồi. Thế rồi xin thưa rằng là quay sang thì đổ lỗi tại là người dân. Đó, người dân bị lừa đảo là bởi vì một cái kẻ mà hôi hám, rồi ở dơ, rồi nói năng linh tinh. Thế thì tôi thấy khó hiểu. Thế nó mới kỳ lạ. Thế chả lẽ nhân dân là ngu hết, đúng không các bác? Thế chả lẽ người dân là ngu hết? Hãy tự dưng lại đi thần tượng cái ông mà vừa hôi hám, rồi nói năng linh tinh như ngáo đá, ngáo cần, rồi ở dơ. Thì theo tôi nghĩ không phải, đúng không? Người dân chúng ta đâu có ngu đâu. Và đặc biệt rằng là người dân người ta biết hết mà. Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nói cái chuyện này rồi. Người dân biết hết. Quan trọng nói là dân biết cả. Thế thì làm sao mà lừa được đại bộ phận người dân như thế? Thế thì tôi nghĩ rằng này, đó là cái đạo hạnh của người ta. Và đạo hạnh của người ta cứ phải bóng bẩy như là ông Trấn Quang, cứ phải sáng tác nhiều bài hay, nhiều bài hát hay, nhưng mà lại vi phạm cái giới luật. Đó. Rồi là sát sinh, một nhà tu hành mà lại không giữ giới, vẫn có những cái tài sản riêng, vẫn có sở hữu những cổ phần, cổ phiếu, rồi nhà đất nọ cái vân vân. Thế thì những bậc tu hành đó thì đâu có phải là đấy đâu. Cái quan trọng nhất là cái né, cái né không dám nói về đạo Phật chính gốc. Những cái Facebook như thế này á, họ không bao giờ dám nói về đạo Phật chính gốc, tức là Đức Phật chính gốc là nói thế nào, trích ra từ những kinh thế nào, kinh tạng thế nào, đúng không? Mà họ chỉ mang cái tính chất là chụp mũ. Chưa cần biết nói gì, nhưng cứ bảo là chụp mũ là ngáo, là sai. Nhưng hỏi cụ thể họ là sâu hơn, kỹ hơn, là sai thế nào, ngáo thế nào, thì thường thường những cái Facebook này họ không không trả lời được. Và có vẻ như là cái sự bất hận khi mà ông Trấn Quang thì ông mới nói năng, thì thật sự với những người như chúng ta, những người tỉnh táo, bởi vì Phật giáo mà, các phương pháp của Đạo Phật, của Đức Phật đưa ra là giúp chúng ta tỉnh táo, mà chúng ta hay dùng cái từ là tỉnh thức đó. Tỉnh thức đó. Thì nếu chúng ta tỉnh táo và chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ nhìn ngay là những cái người sàm tăng như kiểu là ông Trấn Quang mới là những cái ông mà nói năng như kiểu ngáo cần. Chúng ta chỉ cần nghe một vài clip mà kênh Trên Trang TV đã đưa lên. Ví dụ như là một ông thì làm rất nhiều việc thiện, thế nhưng mà khi mà lên nhưng mà lại không được tái sanh ở cái nơi mà cõi trời, mà lại xuống cái địa ngục, thì ông mới kiện lên Diêm Vương. Thì Diêm Vương là tòa án tối cao Diêm Vương, rồi tòa án tối cao Diêm Vương thì bắt đầu là mới gõ computer lạch cạch lạch cạch lạch cạch,
Sau đó tôi mới phát hiện ra rằng là ông này là hóa ra là mặc dù làm rất nhiều việc thiện nhưng mà lại là tắm bằng ở bồn tắm rồi là xả nước xuống sông, cho nên là phải cho tái sanh vào cái chỗ nào là rất là giàu có nhưng mà ở bên cạnh cái chỗ là hôi thối. Một cái nó rất là buồn cười như thế. Hay rằng là nhân quả nghiệp báo đối với những người mà đang trồng cà phê, đúng không? Đang trồng cà phê chỉ làm con người ta mất tỉnh táo, không làm được việc, rồi vân vân. Thì từ đó là bảo rằng là những người trồng cà phê là những người mang cái nghiệp báo rất nặng. Thế thì những cái sàm như thế, những cái sàm xí như thế thì được ca ngợi một cách rất là kinh khủng. Còn lời của gọi người ta cứ bảo rằng là ông Sư Minh Tuệ, đúng không? Sư Thích Minh Tuệ là nói lời ngáo cần. Thế nhưng mà đến bây giờ, sau đến hàng hàng nghìn cái video clip, hàng nghìn những cái bài phát ngôn rất là đơn giản, trả lời bà con một cách rất là thoải mái, thì đến bây giờ người ta vẫn chưa phát hiện ra một cái lời nào của Sư Thích Minh Tuệ là sai trái với cái lời của Đức Phật cả. Và đấy là cái điểm khác biệt. Vì dân người ta tinh lắm, người ta nhìn thấy ngay. Từ ngày xưa cách đây là 5-6 năm, khi sư ẩn tu, si tu ở trên núi Sạn của Nha Trang, thì từ lúc đó cũng đã nói chuyện rồi. Cho tới lúc mà đi trên đường, lúc chưa nổi tiếng, cho tới lúc nổi tiếng, thì tất cả nó như một. Tất cả nó như một. Và chưa bao giờ có một cái phát ngôn nào, và chưa bao giờ có một cái nào mà bất cứ một cái người nghiên cứu về Phật giáo, người ta phân tích rằng đó là trái với cả đạo Phật. Đó, đấy là cái điểm mấu chốt. Phàm là những người tu theo Phật giáo thì đương nhiên họ sẽ phải theo các giáo lý của Đức Phật, kể cả Nam Tông, kể cả Bắc Tông, thì đều có những kinh sách, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, rồi kinh Nikaya, rồi một loạt các điều mà Đức Phật đã dạy. Thế thì tất cả thứ đó nó liên quan đến hàng 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 trăm hàng nghìn cuốn sách. Vậy thì mà Sư Minh Tuệ đi mà phát ngôn lại không có phát ngôn lệch một từ nào. Đấy, một ông ở hôi dơ giấy thế nhưng mà nói đạo Phật rất đúng và thực hiện theo lời Đức Phật rất chuẩn xác. Còn một ông thì ngồi đó phạm giới liên tục thế nhưng lại được gọi rằng là so sánh. Thế thì rõ ràng ở đây là người dân rất là tinh. Thật sự các bác sẵn là người dân rất là tinh. Và chúng ta cũng thấy một cái nguy hiểm của những cái Facebook như thế này. Đó là cái mức độ u mê của họ là quá cái sức tưởng tượng. Để cho nên chúng ta mới thấy cái sửa giới luật của Đức Phật nó khủng khiếp thế nào. Ở bên chùa Phật Quang người ta cấm nghe các thầy khác thuyết giảng. Kể cả khi mà Sư Minh Tuệ chưa xuất hiện thì chắc hẳn ông Thích Chân Quang ông cũng rất là lo lắng. Bởi vì bản thân ông biết rất rõ không có được cái năng lực thần thông nhìn xuyên qua cái nghiệp nhân quả để biết rằng là nhân quả như thế nào. À, tuy nhiên ông lại có những cái lời xàm xí theo cái luật nhân quả đó để mà trục lợi, cho nên bản thân ông biết rất rõ là ông sai trái, cho nên để mà bảo vệ cái sai trái của mình ông đã nghiêm cấm là những gọi là thông qua các chúng thanh niên rồi thông qua các đạo tràng là cấm những cái Phật tử tại Thiền Tông Phật Quang là không được nghe giảng pháp của những người khác. Bởi vì nếu như người ta nghe giảng pháp từ những người khác thì người ta sẽ nảy sinh một cái hoài nghi. À, mà cái hoài nghi này là Đức Phật khuyến khích. Đức Phật đã có 10 điều chớ vội tin mà cái hoài nghi này là Đức Phật khuyến khích. Thế mà cuối cùng là ông làm sai cả cái điều đó. Ông không cho mọi người đấy để mà cuối cùng ông nhồi nhét vào đầu người ta những cái tư tưởng bệnh hoạn và những cái tư tưởng u mê để rồi họ giống như là trở thành những cái vật mà để ông sai khiến cho những cái mục đích riêng của mình. Chúng ta thấy ở mức độ nguy hiểm chưa? À, cho nên rất may nhờ ơn Sư Minh Tuệ chúng ta bắt đầu là tỉnh thức, tỉnh táo và chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những cái điều mà chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái điều mà chúng ta thấy rằng là trước đây chúng ta ít để ý. Như hôm nay buổi chiều á thì tôi có nói chuyện với bác thì bác ấy có nói với tôi này, bác cũng lên chùa cũng cũng phải tầm hơn 30 năm này, 30 40 năm rồi, cũng hay làm đấy, rồi ngày rằm mùng 1 thì cứ lên vãn cảnh chùa vân vân.
rồi thỉnh thoảng cũng nghe các sư giảng đạo, giảng pháp. Thế nhưng mà thật sự chỉ trong một cái quãng thời gian rất ngắn, chỉ trong khoảng là tầm có một tuần thôi, khi sư Minh Tuệ xuất hiện và mạng truyền thông bắt đầu ra thế, thì bác ấy mới đi bác tìm hiểu đạo Phật, và bác mới thấy rằng là ô cái ông sư Minh Tuệ này ông ấy nói đơn giản nhưng mà trúng với đạo Phật quả, và đây mới là đạo Phật chân chính đó. Nó chỉ có một tuần thôi mà hơn cả 30 năm ông ấy ngồi, ông ấy đi lễ chùa rồi vân vân các thứ nữa, và ngày rằm mùng 1 đó, hơn 30 năm, gần 40 năm đấy. Cho nên đấy, thì tôi chia sẻ với các bác ấy, chân lý thì luôn luôn là đúng đắn, sự thật nhưng mà là sự thật. Người ta có cách chéo thế này, người ta có bôi cho chất chấu vào, người ta có tạt nước bẩn vào, thì cũng không thể nào mà làm sai lệch cái đạo Phật đi được. Bởi vì đạo Phật nó vốn dĩ như thế rồi, mà Đức Phật ở 2.600 năm nay đã thuyết giảng cái điều này rồi, và đúng là không thống được đâu, bởi vì chỉ cần trích rồi so sánh ra được ngay. Cho nên đấy là cái nỗ lực mà tôi cho rằng là trong vô vọng của những cái tầng lớp, của những cái người bị u mê, hoặc là họ có một cái mục đích gì khác, mục đích nào đó khác, xin thưa với các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều.